Rồi, hello hello, xin mến chào tất cả bạn đang quay trở lại với video của Thần Thật Số TV VN hôm nay. Thì mình sẽ quay cái lộ trình từ trường, tức là từ thôn 16 về nhà mình đợt 2 nha các bạn. Đấy, rồi ok. Rồi, tới đoạn này sẽ là khu vực công trình cầu Đồng Tâm, tức là cống Gia Pết ở xã Bờ Ngon này nha các bạn. Đấy, đây là khu vực cầu mới của trung tâm xã đó. Các bạn ơi, tới đây là mình sẽ vào đường dẫn thôn Tân Tiến nha các bạn. Đấy, thank you.
bạn. Thì mình đang dừng chân ở khu vực cây sông ở một đoạn đường liên xã tuyến Chư Bông Bờ Ngon nha các bạn. Đây. Đấy. Rồi. Thì mình đang đứng ở chỗ khu vực mương Ba Pết ở bên tay tôi đang chỉ đây. Đó. Đoạn đường thẳng này là mương thẳng này là khu vực mương Ba Pết bắt nguồn từ mương làng Amo nha. Bây giờ mình sẽ nghỉ chân ở đây một chút và đây nhân tiện đây mình cũng sẽ giải khát, bởi vì trong quá trình học mình không dám uống nước ở trên trường thì không thể uống chung được, cho nên là mình đã về mình mua thẳng một chai Wake Up 247 đây đó. Thì bây giờ mình sẽ thưởng thức nha. Rồi, xin mời tất cả các bạn. Uống cái này, cái này mình quen uống rồi, mình quen uống từ năm 12 tuổi đấy. Thì cái nước này uống mình cũng cảm thấy cũng tỉnh táo đấy, nhưng mà nó sẽ rất khó ngủ, đúng như cà phê nguyên bản, uống buồn ngủ như nhau cả. Rồi bây giờ quay cảnh đi. Rồi, thế là xong. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình về nhà nha các bạn. Các bạn
Tới đây là khu vực đường cua Papet đã được vá lại nha các bạn. Trước kia thì đoạn cua này có rất nhiều ổ gà, rất là nguy hiểm đấy. Và đến nay là đoạn đường này đã được vá lại rồi. Nó vá lại thôi chứ nó chưa có đầu tư cái gì cả. Thì khu vực mình đi qua là khu vực cầu Ba Bết nha các bạn. Đó. Bây giờ thì cũng đang gần tới nhà mình rồi. Thì vậy là mình đã review xong cái lộ trình từ trường, tức là từ thôn 16 về nhà mình nha. Thì mình có làm cái này là đợt 2 nha. Còn còn nếu mà các bạn muốn tìm cái đợt 1 á thì đợt 1 thì mình cũng đã có làm rồi. Mình sẽ ghim trong phần mô tả về video đầu tiên về lộ trình này nha các bạn. Ôi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy clip hay, đừng quên cho mình một like, một share và một lượt đăng ký để ủng hộ cho bản thân mình. Đồng thời nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất từ Trần Tất Sung TV VN ở đây. Rồi, bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.